Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi du lịch đến Ottawa là thủ đô của Canada, đồng thời cũng để xem hội hoa tulip được tổ chức vào tháng 5 hàng năm các bạn nhé. Theo chương trình, chúng ta sẽ viếng thăm tòa nhà Quốc hội, đi xem viện bảo tàng lịch sử và viện bảo tàng thiên nhiên, cuối cùng thì đến xem hội hoa tulip. Hôm nay là một ngày đẹp trời và nắng ấm, nên hy vọng chúng ta sẽ có được một cuộc du lịch thú vị với các bạn. Sau 2 tiếng đi xe, chúng ta đã đến trung tâm thủ đô Ottawa rồi đây. Tuy là thủ đô của Canada, nhưng đây là một thành phố nhỏ, yên tĩnh, thuộc tỉnh bang Ontario và giáp ranh với tỉnh bang Quebec. Các bạn thấy con sông đó là ranh giới phân chia hai tỉnh bang đấy. Và đây là nhà Quốc hội Canada, nằm sát ngay bờ sông trên một cái đồi nhỏ, nên còn được gọi là đồi Quốc hội. Bây giờ xe dừng, chúng ta hãy vào tham quan nhé. Đây là cái cổng chính của nhà Quốc hội. Các bạn thấy đẹp không? Đi vào cổng chính đến tòa nhà Quốc hội, chúng ta thấy có tượng đài ngọn lửa trăm năm, là một tượng đài để kỷ niệm 100 năm thành lập Liên bang Canada vào năm 1967. Đài phun nước không bị đóng băng vào mùa đông và lửa cũng không bao giờ tắt. Nó được chia thành 13 phần, tượng trưng cho 10 tỉnh và 3 vùng lãnh thổ thuộc Liên bang Canada. Mỗi phần này có một huy hiệu và bông hoa đại diện cho tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ. Và kia là nhà Quốc hội, cái tháp có cái đồng hồ và chỏm nhọn màu xanh, thì có tên gọi là tháp Hòa Bình, Peace Tower. Rất tiếc là lúc này người ta đang sửa chữa nên không vào được bên trong các bạn ạ. Kiến trúc của bên trong tòa nhà rất đẹp các bạn. Chúng ta được tham quan các phòng họp của Quốc hội và có thang máy để lên tới đỉnh cao của tháp Hòa Bình và từ đó nhìn thấy hết quang cảnh hoành tráng của thủ đô. Vì đang sửa chữa nên mình đi xung quanh, chúng ta đi bọc ra phía sau lưng xem. Phía sau của đồi Quốc hội là sông Ottawa, ranh giới của tỉnh bang Ontario với Quebec. Hôm nay nước sông dâng cao và chảy xiết nên người ta hủy các chuyến tàu tham quan trên sông đó các bạn. Các bạn thấy không, bên kia sông là Viện Bảo tàng Lịch sử, chút nữa chúng ta sẽ tham quan ở đó. Năm 1916, một trận cháy lớn đã thiêu rụi tòa nhà Quốc hội. Chiếc chuông này đã được cứu khỏi đống đổ nát của tháp đồng hồ bị lửa thiêu rụi tháng 2 năm đó. Ngọn lửa bùng phát trong nhiều giờ mà người ta vẫn chưa tiếp cận được tòa tháp chính cho đến khoảng 11 giờ tối. Người ta xúc động khi nghe 12 tiếng chuông đồng hồ điểm qua nửa đêm. Những âm thanh quen thuộc vang vọng trong biển lửa, nó như thể tiếng nói của sinh mệnh con người đã bị tước đi. Đây là tượng của nữ hoàng Anh Victoria. Còn đây là thư viện được coi là cổ xưa nhất của Canada, thật tiếc là họ đã rào chắn không cho vào. Mình phải tìm lại những hình trong các chuyến đi lần trước để cho các bạn xem. Ở trận cháy năm 1916, chỉ có duy nhất cái thư viện còn nguyên nhờ nó được thiết kế một lớp cửa sắt dày ngăn với tòa nhà Quốc hội. Đây là một trong các phòng họp của tòa nhà Quốc hội. Bây giờ chúng ta lên xe để đi đến Viện Bảo tàng Lịch sử.
Viện Bảo tàng lịch sử Canada nằm ở bên kia bờ sông trong vùng Gatineau thuộc tỉnh bang Quebec. Trong khuôn viên gần 10 hecta, nơi đây trưng bày đầy đủ nhất về sự phát triển của lịch sử Canada với hơn 3 triệu hiện vật và tài liệu trong 1.800 bộ sưu tập có giá trị. Ở tầng 1 có bộ sưu tập các cột điêu khắc cùng những hiện vật trong cuộc sống của người hộ dân xa xưa. Đây là dụng cụ nấu ăn của người thổ dân xa xưa đó các bạn. Đây là đôi giày để đi mùa đông để không bị lún sâu vào tuyết. Câu chuyện những người thợ săn và con muỗi biểu hiện nghệ thuật qua bức tranh sinh động như thế này. Ngày nay có khoảng 53 ngôn ngữ thổ dân khác nhau ở Canada. Ngôn ngữ phổ biến nhất là tiếng Cree. Bạn thấy cái bảng sắp sai viết theo chữ Inuktitut lạ chưa? Khoảng 10.000 năm trước, thổ dân đã bắt đầu biết kỹ thuật săn bò rừng để sinh sống. Họ đã có một mối liên hệ tâm linh đối với bò rừng mà ngày nay vẫn còn tồn tại. Trước khi săn bò rừng, họ làm lễ để kêu gọi bò rừng và dùng một thứ bùa may mắn gọi là viên đá bò rừng như thế này. Cho đến ngày nay, bộ tộc Pekanis vẫn dùng đá bò rừng linh thiêng trong một số buổi lễ tâm linh. Đây là hình của hòn đá bò rừng có tuổi đời khoảng 3.000 năm trước đây. Hơn 5.000 năm trước, các thổ dân đã đi dần đến biển để săn bắt cá với các dụng cụ bằng gỗ và đá. Sau đó người thổ dân bắt đầu họp thành từng nhóm, định cư thành dân tộc bản địa. Rất nhiều truyền thống của văn hóa cổ xa xưa vẫn còn tồn tại trong các thổ dân ngày nay. Cộng đồng người Inuit sống ở Bắc Cực đã cộng tác với Viện Bảo tàng lịch sử để tái tạo dung mạo rất là sinh động của một người Inuit sống cách đây 800 năm ở đảo Baffin. Người này khoảng 40 tuổi, người ta đã phát hiện bên cạnh ông ta một thanh ngà có khắc tự truyện của cuộc đời ông trên đó. Những dấu vết chấn thương trên bộ xương chứng thực câu chuyện của ông cho thấy người thợ săn này đã có một cuộc sống đầy biến động. Khoảng 1.000 năm trước, những người châu Âu đầu tiên là các Vikings đã tìm đến và làm thay đổi cuộc sống của người thổ dân, đem đến sự tò mò nhưng cũng từ đó bắt đầu một sự hỗn loạn trong cuộc sống của người thổ dân ở đây. Người thổ dân đã gặp các Vikings trên bờ đông của Canada. Người Vikings đã lập thuộc địa và đụng độ đã xảy ra giữa người thổ dân để từ đó bắt đầu một thời kỳ bệnh tật, đau khổ, đấu tranh cho sự sống còn. Tầng 3 và tầng 4 là bảo tàng của Canada về mặt chính trị, kinh tế, văn hóa qua các thời kỳ, bao gồm rất nhiều hiện vật và tư liệu. Cho nên đi coi hết các bảo tàng này phải mất 4-5 tiếng đồng hồ đó các bạn. Ở đây đặc biệt có một nhà thờ thánh lễ Saint Onuphrius của giáo hội Công giáo Ukraine. Khoảng thời gian 1891-1914 đã có hơn 170.000 người Ukraine đến Canada. Giống như các nhóm di dân khác, họ đã cố gắng hòa nhập và giữ bản sắc văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo truyền thống. Nhà thờ này được xây xong năm 1915 và trùng tu trong 50 năm sau đó, như vậy tính đến nay là đã hơn 100 năm tuổi. Nhà thờ này xưa kia ở Spooky Lake, Alberta, sau đó nó được gỡ ra, di rời và lắp ghép lại trong viện bảo tàng từ năm 1996. Ngày nay thỉnh thoảng các cuộc lễ tôn giáo vẫn tổ chức ở đây.
Mình đang ở tầng 3 là Bảo tàng Văn hóa Canada ở thời kỳ hiện đại. Vào khoảng thập kỷ 60, nhiều cuộc tranh cãi xảy ra để làm sao có một lá cờ biểu hiện Canada là một nước độc lập và thống nhất. Đề nghị ban đầu lá cờ có 3 lá phong, nhưng sau đó một ủy ban gồm 15 người đã thiết kế và thống nhất chọn lá cờ có 1 lá phong và 2 sọc đỏ như ngày nay. Còn đây là biểu đồ so sánh đồng đô la Canada với đồng đô la Mỹ từ năm 1970 đến 2015. Phẩm Metamorphose của Jackson Beauty 1981. Tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ người Inuit. Mặc dù Canada là một nước không có chiến tranh, nhưng nhiều biến cố chính trị đã làm lung lay và suýt nữa Canada đã bị chia cắt bởi vì các chính trị gia ở liên bang Quebec theo chủ nghĩa dân tộc muốn bảo vệ quyền lợi và văn hóa của vùng Quebec, một tỉnh bang tiếng Pháp duy nhất ở Canada. Chính phủ Quebec đã tổ chức hai cuộc trưng cầu dân ý nhằm đòi độc lập tách ra khỏi liên bang Canada. Tuy nhiên, cuộc trưng cầu dân ý năm 1980 đã thất bại với tỷ số 40-60. Sau đó năm 1995, thêm một lần trưng cầu dân ý nữa nhưng vẫn thất bại với tỷ lệ xuất soát 49-51. Bây giờ đã đến giờ đi đến viện bảo tàng thiên nhiên, cho nên mình phải rời khỏi nơi đây dù còn rất nhiều thứ chưa coi hết các bạn ạ. À. Viện Bảo tàng Thiên nhiên Canada là một trong những bộ sưu tập lịch sử tự nhiên lớn nhất và đẹp nhất thế giới. Tòa nhà này được xây từ năm 1901 và hoàn thành năm 1910. Năm 1913 thì bắt đầu mở cửa đón công chúng. Năm 1916 khi tòa nhà Quốc hội bị cháy thì chính phủ đã phải dọn về đây và làm việc ở đây trong 4 năm. Ấn tượng nhất khi mới bước vào là một quả địa cầu khổng lồ treo trên cao và xoay tròn như là trái đất thật vậy. Viện bảo tàng này có 4 tầng. Tầng 1 bước vào là một bộ sưu tập với gần 200 con vật khác nhau của thời tiền sử. Nào là các loài khủng long T-Rex, chim khủng long, thằn lằn khủng long, có những con hóa thạch còn nằm nguyên trong khung cát đó các bạn. Tầng thứ hai có một khu trưng bày các loài động vật có vú như gấu trắng, bò rừng, tê giác, v.v. và một khu trưng bày các con vật dưới nước như cá voi xanh, rùa, hải cẩu, v.v. Ở đây là một bộ xương cá voi xanh khổng lồ được tìm thấy ở tỉnh bang Newfoundland năm 1975. Nó dài 19 mét, bộ xương nặng 2,5 tấn, ước tính khi còn sống nó phải nặng 90 tấn đó các bạn. Các bạn thấy cái đuôi nó dài tút lút đằng kia kìa. Bây giờ chúng ta đi sang khu trưng bày các loài động vật có vú. Ở đây người ta trưng bày các con vật với tranh phong cảnh minh họa môi trường sống của nó nên nhìn rất đẹp và sạch sẽ.
Lên đến tầng 3 là có khu trưng bày cho sói và chim. Ở đây có gần 500 loài chim, bao gồm các loài đã tuyệt chủng, lớn nhỏ, rất nhiều đó các bạn. Ở đây họ có chỉ dẫn cho bạn nhận diện tiếng chim hót của mỗi loài chim khác nhau, rất là hay. Bây giờ chúng ta qua khu trưng bày khoáng sản và địa chất cũng ở tầng 3. Các bạn hãy xem viên đá của chị Hằng trên mặt trăng đây này. Chị Hằng chỉ cho chúng ta một viên tí xíu vậy thôi, nhưng tuổi của nó là 3 tỷ năm đấy. Còn đây là các thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Vũ trụ gửi tin nhắn cho chúng ta bằng cách ném vào trái đất những cái cục đá nhiều hình thù như thế này đây. Đây là cấu trúc của trái đất. Các bạn thấy vỏ trái đất rất mỏng như là vỏ trứng gà đấy. Cái vỏ trứng gà này mà nứt ra thì gây ra biết bao nhiêu là tai họa. Quá trình núi lửa phun trào cũng tạo ra rất nhiều khoáng sản quý giá. Ở đây họ có nhiều mô hình và phim tài liệu giải thích quá trình hoạt động của núi lửa. Đây là tầng thứ tư để chúng ta khám phá về Bắc Cực, môi trường và các sinh vật sống ở đó, đặc biệt là ngỗng Bắc Cực và các loại gấu trắng. Đây là các tảng băng Bắc Cực. Các bạn đoán thử nó là thật hay giả nào? Là thật đấy, sờ vào lạnh như nước đá đó các bạn. Ở đây là địa cầu của chúng ta. Các bạn có thấy mặt trăng ở ngoài khung cửa sổ kia không? Chị Hằng cũng rất ấn tượng phải không các bạn? Bây giờ xe sẽ đưa chúng ta đến công viên Commissioner Park để xem hội hoa tulip. Vào mùa xuân, hoa tulip nở rất nhiều trong các công viên ở Ottawa, trong đó công viên Commissioner Park là nhiều hoa tulip nhất. Truyền thống hội hoa tulip này đã kéo dài từ khi kết thúc Thế chiến thứ 2 năm 1945 và đã phát triển thành một trong những lễ hội hoa tulip công cộng lớn nhất hành tinh. Hơn 1 triệu bông hoa tulip ở vùng thủ đô quốc gia của Canada được trồng và chăm sóc bởi Ủy ban thủ đô quốc gia, cơ quan làm vườn chính thức của Canada. Lễ hội hoa tulip còn là một biểu tượng của tình hữu nghị quốc tế giữa Canada và Hà Lan. Lễ hội tưởng nhớ sự hy sinh của hơn 7.500 binh sĩ Canada trong công cuộc giải phóng Hà Lan và châu Âu ở Thế chiến thứ 2. Trong Thế chiến thứ 2, gia đình Hoàng gia Hà Lan đã lánh nạn tại Canada và công chúa Hà Lan là Margaret đã được sinh ra tại Ottawa trong thời gian này. Đây là nhân vật hoàng gia duy nhất từng được sinh ra ở Canada. Vì thế, hoa tulip là món quà từ người Hà Lan biết ơn tất cả người dân Canada. Mỗi năm, nước Hà Lan đều gửi hơn 20.000 củ hoa tulip đến chính phủ Canada để trồng tại Ottawa.
Đây là giống hoa tulip có nhiều cánh giống như hoa cẩm chướng vậy. Nó hiếm và mắc tiền đó các bạn. Mình thấy ở đây có cả trăm giống hoa tulip khác nhau đó các bạn. Đây là giống Queen of Night, cũng là một loại hoa hiếm đấy. Nó có nhụy vàng ở trong và có cánh màu tím than, sẫm, rất đậm nhưng không hẳn là màu đen. Là mình nhớ đến cuốn tiểu thuyết Hoa Tulip Đen. Hoa Tulip Đen, La Tulip Noir, là cuốn tiểu thuyết của nhà văn Pháp nổi tiếng Alexandre Dumas. Câu chuyện bắt đầu từ giải thưởng 100.000 đồng tiền franc cho ai trồng được hoa tulip đen. Tiểu thuyết nhiều tình tiết ly kỳ với những ganh ghét, âm mưu và bất công, cuối cùng cũng có được một kết cuộc có hậu cho chàng Cornelius, người trồng được hoa tulip đen, tìm lại được công lý nhờ sự giúp sức của Rosa, con người cai ngục. Giấm hoa này lạ quá. Bạn thấy không, nó có những cái tua nhọn trong con cánh đấy. Công viên Commissioner Park nằm ngay sát bờ sông, chúng ta hãy qua đã xem. Hôm nay mực nước rất cao đó các bạn. Ở đây có một nhà ăn và nhà nghỉ cho du khách này. Ở đây cũng có dịch vụ cho thuê cano để chèo thuyền trên sông. Bây giờ nắng chiều nhẹ nên có đông người đến tham quan hơn. Buổi tối người ta có tổ chức xem hoa tulip dưới ánh đèn, nghe nói cũng hay đấy. Bây giờ thì gần 6 giờ chiều rồi, đến giờ chuẩn bị ra xe về lại nhà. Mình phải từ giã ở đây sau một ngày du lịch Ottawa từ sáng đến chiều. Nhân tiện đây, nếu các bạn chưa đăng ký thì hãy nhấn vào nút subscribe hay đăng ký và nhớ nhấn vào cái chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có video mới các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn các bạn lần sau.